Dạ vâng ạ, em luôn xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. Trong clip tiếp theo này thì em xin được quay giới thiệu review về nội thất của một đôi loa hàng cực chất đến thương hiệu của Mỹ. Và em xin được test chất âm và em xin được báo giá tốt nhất cho hai đôi loa mà em đã có nghĩa là để demo tại cửa hàng các bác nhé. Hàng thì là như mới nhưng giá thì lại chỉ như hàng bãi thôi các bác nhé. Em có hai đôi ạ. Thưa các bác và anh em thân mến, loa P-Way mã số là CK32 hàng mới tinh các bác nhé. Xin được chào bán tới các bác của anh em với giá là 15.500.000 đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và hiện tại em đang có hai đôi em mang ra ngoài để test cho các bác của anh em cũng được vài tháng rồi. Thì em xin được bán với giá 13 triệu các bác nhé. Ok chưa? Thế là cực rẻ rồi đúng không ạ? 13 triệu các bác nhé. Còn hàng mới tinh trong hộp em vẫn còn. Giá là 15.500.000. Và em xin được giới thiệu về phần nội thất các bác nhé. Khi em đã báo giá rồi đấy ạ, thì các bác của em xem nội thất thì các bác ưng muốn sử dụng đôi loa nào thì alo em. Đôi loa em để bên ngoài chỉ có hai đôi thôi các bác nhé. Nội thất của đôi loa thì em xin được review. Nó sở hữu đó là một bát 30 từ 17 coi 7,6. Xương nhôm đúc nguyên khối và là xương sơn sần. Các bác nhìn thép đúng không ạ? Không có điểm chê rồi, nó quá đẹp luôn. Không có điểm chê luôn các bác nhé. Và đảm bảo là hàng không có cháy sửa gì các bác nhé. Đó, hai đôi em để bên ngoài. Gân vải tẩm dầu, mang giấy ốp phơ lồi, tép neo các bác nhé. Tép của nó thì cực kỳ là sáng. Còn nó sáng như thế nào, nó chi tiết như nào thì tí em sẽ test các bác nhé. Các bác cùng anh em nhìn độ chất các bác nhé. Đúng không ạ, cùng nhìn độ chất. Ok chưa? Vàng P-Way dập lỗi luôn. Phân tần ở đây ạ. Không có điểm chê thôi này các bác. Phân tần tụ của P-Way thì chất rồi đúng không ạ? Chắc là em chỉ cần quay qua là các bác biết đúng không ạ? Các bác lưu ý nhá, em bán như kiểu là thanh lý đấy ạ. Hai đôi loa đúng không ạ? Hàng mới, hàng demo, giá chỉ có 13 triệu thôi. Còn anh em thích lấy hàng mới tinh trong hộp, em có hàng 15.500.000 đồng một đôi. Và bây giờ em xin được test chất âm, các bác của anh em nghe tham khảo trải nghiệm và đánh giá nhé. Em chỉ test một chiếc thôi. Các bác nhân lưu ý là em chỉ test một chiếc nhưng chất âm nó đã rất là hay rồi. Xin mời các bác của anh em. Chưa? Đó là chất âm của P-Way các bác nhá. À quên ạ. Đây, em rút dây loa ra. Vâng, rút dây loa các bác bỏ đánh cả súp đúng không ạ? Chỉ có một loa P-Way các bác nhá. Đúng không ạ? 15.500.000, anh em đánh giá xem có xứng đáng với giá tiền hay không, chất lượng của nó như nào. Thưa các bác của anh em thân mến ạ, em đã vừa giới thiệu xong này, quay nội thất đúng không ạ? Review này, test chất âm này, báo giá này. Của một đôi loa P-Way các bạn, hàng xịn, thương hiệu của Mỹ các bạn nhé, hàng cực kỳ là chất. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những đôi loa này thì alo cho em, hoặc có nhu cầu tư vấn ghép nguyên com cả bộ các bạn alo cho em qua các số máy trên tấm biển nhé. Trân trọng cảm ơn toàn thể các bác của anh em rất nhiều.
Em xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo nhé.